Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Trong video này giới thiệu đến các bác một chiếc âm ly nghe nhạc của hãng Panasonic có tên là SU-VX500. Đây là chiếc âm ly hàng bái của Nhật, chạy điện 100V và có công suất là 155W. Hàng về thì còn khá là đẹp, nội thất nguyên zin. Em đã test các chức năng hoạt động tốt các bác nhé. Đây là dòng âm ly có công suất tương đối là khỏe và chất âm hay, được tích hợp công nghệ nghe nhạc Class 2A. Công nghệ được đánh giá là cho chất âm chi tiết và sạch sẽ. Âm ly Panasonic với thiết kế size chiều ngang là 43 cm, chiều sâu là khoảng gần 30, không tính cái lúm volume nó thò ra. Model này của Panasonic các bác nhé. Tuy nhiên là hàng về thì do vận chuyển nó rơi mất cái tem của Panasonic. Hiện giờ thì em gắn cái tem của Sony vào, tem zin, tem xịn của Sony, nhìn cũng rất là đẹp. Dù sao thì nó cũng là thương hiệu nổi tiếng của Nhật nên là các bác không quan trọng quá thì cứ để như vậy. Gắn rất là chắc chắn. Đây là model của âm ly SU-VX500, thương hiệu Panasonic với thương hiệu Technic, nó là một các bác nhá. Đây là có cái dòng SU đây, Technic có dòng SU, thì đây là của Panasonic thì nó vẫn là của chung hãng Technic, công nghệ Class A. Các chức năng phía trước, đây là công tắc bật tắt nguồn, đè đã đóng các bác nhé. Mặt nhôm phai màu đen, mặt trước còn rất đẹp các bác nhé. Nút này là nút để đổi chế độ đầu vào. Đó, cầu A và cầu B. Âm đi có thể đánh hai cầu A B hoặc đánh cầu A hoặc cầu B. Các bác có thể đánh hai cặp loa khác nhau hoặc đánh cùng một lúc hai cặp loa cũng ok. Đây là nút để tăng giảm bass này. Đây là chỉnh check này. Ba lăng cân hai vế loa. Âm đi direct, nút này thì bật lên nó sẽ sáng đèn đỏ ở chỗ volume này. Khi ấn vào nút này thì là nhạc nó sẽ không hát các bác nhá. Nhả ra thì nhạc nó lại hát. Này các bác về nghiên cứu. Đây là chế độ chỉnh tone. Đó, các bác ấn vào thì có thể chỉnh bass check bình thường. Đó. Nhả ra thì nó sẽ hát chế độ mặc định. Tiếp đến là low note để tăng giải bass, cho giải bass rất là tốt. Đây là volume to nhỏ. Chế độ nghe nhạc mono hoặc stereo. Các ngõ vào và ra. Đây là volume chỉnh cho như là có mic. Đó, mặt trước còn đẹp, ít chảy xước các bác nhá. Hầu như là không có vết chảy xước nào nhìn rõ ràng. Màu đen thì kể cả bám bụi vào thôi cũng nhìn thấy ngay. Đây, em sẽ quay qua cái phần nắp lưng của âm ly. Đây là bằng keo, chưa bóc ra. Nắp lưng của âm ly thì có bị móp các bác nhé, chảy xước và móp, nó do vận chuyển hàng nó đè lên nhau nên là nó không thể tránh khỏi những cái chỗ bị nó bị móp và bị chảy xước. Đây vẫn là sơn zin của âm ly, tình trạng chung của những chiếc âm ly hàng bái. Thông số phía sau của âm ly hiệu Panasonic, model là SU-VX500,
Ông đi chạy điện 100V và có công suất 155W. Có thể đánh tốt những cặp loa bát 20 năm. Loa Nhật thì đánh cả những cặp bát 30, ok các bác nhé. Những dòng loa Nhật cổ sản xuất tại Nhật Bản. Đây là số CD 7658. Bên trên là cầu A và bên dưới là cầu B. Ok, và bên dưới là cầu B, đem đang đấu cả cầu A và cầu B để test đánh cả hai cầu luôn các bác nhé. Các ngõ vào đây em đang cắm vào cổng CD. Đó, ngoài ra các bác có thể cắm thêm những cổng bên này. Âm đi dập toàn chữ nhật đây, các bác về nghiên cứu đầu ra và đầu vào. Đánh loa trở kháng từ 4 ohm cho đến 16 ohm. Đánh AB là 8 cho đến 16 ohm. Vâng, đây là phía dưới của âm đi. Vẫn còn đủ 4 chân zin. Đó, không có bị hàn gỉ hay là ố các bác nhé. Vẫn còn khá đẹp. Vâng, em quay qua nội thất bên trong của âm đi. Đây là biến áp nguồn này, biến áp khá lớn. Và hai con tụ lọc nguồn được bọc trong cái vỏ nhựa. Hai con tụ rất lớn. Đó, tụ của hãng Panasonic Japan. Tụ rất cao to các bác nhé. Công suất của âm đi đánh một con IC cũng rất là khủng. To như là gần bằng cái bao thuốc lá luôn. Bên trong còn khá là mới, hàng bãi về, tất nhiên là cũng có bụi, chưa em chưa vệ sinh kỹ các bác nhé. Mọi thứ còn nguyên zin, bao zin cho các bác yên tâm. Và em tiến hành test nhạc cho âm ly, đánh trực tiếp từ điện thoại, không qua thiết bị đọc âm nào các bác nhé. Vâng, ông âm đi đánh khá là khỏe, đánh tốt cặp loa bát 2 năm với công nghệ Class A cho chất âm chi tiết và sạch sẽ. Bình thường những chiếc âm đi này mà vỏ đẹp thì có giá trên 2 triệu. Tuy nhiên em sẽ bán với âm đi này với giá là 1 triệu 700 ngàn các bác nhé.
Dạ, chưa bao gồm phí ship. Và bạn nào có nhu cầu thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội. Em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Xem kỹ trước khi liên hệ và xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.